Thưa quý vị, trong quá trình tham gia giao thông, vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến các vụ tai nạn, có thể là do bất cập hạ tầng giao thông, hệ thống biển báo, và nhất là ý thức tuân thủ luật giao thông chưa cao của người dân. Đối với các phương tiện xe máy, việc quên gạt chân chống có thể gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, có rất nhiều người không để ý tới điều này dẫn đến những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Liên quan đến hành vi này, theo quy định mới nhất, sử dụng chân chống quệt xuống đường khi xe đang chạy sẽ bị phạt mức 2-3 triệu đồng, đang khiến dư luận phản đối gay gắt và cho rằng hầu hết mọi người đều quên chứ không cố ý. Vậy cảnh sát giao thông sẽ phạt như thế nào? Sau đây là những ý kiến của phóng viên thời sự vừa ghi nhận. Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng nếu quên gạt chân chống và tước giấy phép lái xe 2 tháng là thông tin được đề cập liên tục mấy ngày qua. Điều này đã khiến cho nhiều người dân không khỏi lo lắng vì mức phạt quá cao. Chạy xe mà quên gạt cái chân chống phạt với cái mức mà tới 3 triệu thì thấy hơi quá cao so với những người lao động, bởi vì cái chạy xe mà không gạt chân chống thì thường hay quên. Có thể là giảm mức phạt thiếu một tí hoặc là bỏ đi cái tước giấy phép lái xe. Cái trường hợp mà người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe máy á, dùng chân chống quạch xuống mặt đường khi xe đang chạy để làm là ví dụ như ban đêm thì nó sẽ tạo thành những cái tia là lửa sáng để gây cái tiếng động, để làm là cho cái người dân là tham gia lưu thông đó là chú ý, làm mất an ninh trật tự, đó là trật tự an toàn giao thông. Thì cái này là chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Những cái trường hợp quên đá chân chống ngang lên khi chúng ta đỡ xe, đối với xe mô tô, xe gắn máy, khi mà không có đá chân chống ngang lên thì chúng tôi sẽ nhắc nhở. Về vấn đề này, luật sư Trần Trân Độ cũng cho biết tại điểm A khoảng 6, điểm C khoảng 10, điều 6 quy định số 171 năm 2013 quy định hành vi sử dụng chân chống hoặc các vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng. Trong đó, cụm từ sử dụng cần hiểu cho đúng là để ám chỉ hành vi cố ý không gạt chân chống. Nếu mà người điều khiển xe máy, xe mô tô hoặc là xe đạp điện tương tự như là xe máy thì họ sử dụng chân chống, cố tình họ ra sử dụng chân chống để ra quẹt xuống đường dẫn đến là hư hỏng mặt đường thì hành vi đó sẽ là bị xử phạt vì đó là lỗi cố ý. Còn nếu trường hợp một người dân mà họ vô tình để họ quên chân chống trong quá trình điều khiển thì cái việc đó là họ xuất phát từ việc vô ý. Thì việc vô ý đó thì chúng ta nên nhắc nhở để tránh những trường hợp tai nạn. Trên thực tế, cảnh sát giao thông chỉ xử phạt những người điều khiển xe gắn máy lạng lách đánh võng, cố tình gạt chân chống xe xuống để quệt xuống đường tạo ra tia lửa. Còn các trường hợp do cố ý quên, không cố ý thì chỉ nhắc nhở không xử phạt. Tuy nhiên, bà con cũng cần chú ý nhắc nhở nhau để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.